nắm bắt nhu cầu thị trường về những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tự nhiên và an toàn. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước đã áp dụng phương thức hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất, đưa ra thị trường những dòng sản phẩm chuyên biệt phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Tân Huyền Phát là một trong những doanh nghiệp đi theo hình thức OEM đầu tiên tại Việt Nam. OEM thường được dùng cho những doanh nghiệp công xưởng sản xuất chế tạo những sản phẩm dựa theo nghiên cứu, thiết kế, mẫu mã, thông số kỹ thuật theo đơn đặt hàng của các công ty khác. Sau hơn 4 năm xây dựng, nghiên cứu và làm việc trực tiếp với nhà máy tại Hàn Quốc để sản xuất sản phẩm, đến nay thương hiệu Lavis Edge Baby Korea Cosmetics đã sở hữu được hơn 20 sản phẩm cùng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và có mặt tại các thị trường như là Mỹ, Liên bang Nga, Malaysia, Singapore. Nhà máy của chúng tôi áp dụng khoa học công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc vào trong sản xuất. Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào các sản phẩm để các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nhằm tiếp tục mở rộng thị trường sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng Mới đây, doanh nghiệp đã khai trương showroom thứ hai tại Hà Nội. Ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp này cũng đang hướng đến các khu vực đầy tiềm năng như là miền Trung, miền Tây Nam Bộ, mở rộng thị trường nước ngoài.